Hello xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Clickbuy. Các bạn có biết rằng đâu là mẫu smartphone được các game thủ lựa chọn và cũng như là đâu là mẫu smartphone được các nhà sản xuất cũng như là nhà tổ chức game lựa chọn để tổ chức cho các giải đấu và để cho các game thủ chơi và thi đấu hay không? Đó chính là chiếc iPhone 8 Plus. Vậy thì tại sao iPhone 8 Plus lại được các game thủ lựa chọn để luyện tập cũng như là các nhà tổ chức giải đấu lại lựa chọn để cho các tuyển thủ thi đấu? Thì hãy cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và nếu như bạn đang quan tâm đến chiếc iPhone 8 Plus thì bạn có thể tham khảo tại Clickbuy và link sẽ để phần mô tả của video nhé. Allons manger, la laisser à la Méditerranée. Sẽ có khoảng 5 lý do khiến cho chiếc iPhone 8 Plus này là chiếc smartphone chơi game hàng đầu tại thời điểm hiện tại mà không phải bất kỳ một mẫu smartphone nào khác mạnh mẽ hơn. Đầu tiên là về phần thiết kế. Đây là một điểm nho nhỏ mà các bạn thường hay bỏ qua. Đó là việc sự bùng nổ của màn hình 18:9 hay là 19:5:9 nó dẫn đến việc là viền màn hình của chúng ta rất là mỏng, dẫn đến việc là tiết diện tiếp xúc của lòng bàn tay chúng ta với màn hình trở nên nhỏ hơn. Và khi đó trong quá trình chơi game, thường xuyên chúng ta chạm nhầm vào màn hình và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm chơi game của các bạn. Trong thi đấu thì không thể nào có chuyện sai một ly sẽ là đi một dặm mất rồi, cho nên là chúng ta không được phép sai lầm trong quá trình thi đấu. Do đó với những chiếc iPhone 8 Plus, viền màn hình của nó dày như thế này là vừa đủ để cho chúng ta có thể tì lòng bàn tay để chơi game không bị mỏi tay, mà hơn nữa thì cũng không lo chạm nhầm vào trong màn hình để khiến cho việc chơi game chúng ta được tốt nhất. Và chắc chắn rằng khi mà các bạn lựa chọn những mẫu smartphone viền màn hình mỏng để chơi game thì không ít lần các bạn đã chạm nhầm vào màn hình khi trong quá trình chơi game rồi, đúng không nào? Do đó thì iPhone 8 Plus về phần thiết kế nó là chiếc mẫu smartphone hoàn hảo nhất để chơi game. Bây giờ hầu hết các tựa game đều đang tối ưu rất tốt cho tỷ lệ màn hình là 16:9. Do đó thì mọi tựa game, hình ảnh trong game thì đều rất là sắc nét cũng như là cái độ hoàn thiện và quá trình chơi game của chúng ta, cái màn hình của iPhone 8 Plus hiển thị vô cùng tốt. Ngoài ra với một loạt những công nghệ cao cấp phụ trợ cho màn hình này, do đó thì chúng ta hoàn toàn có thể chơi game được. Và đặc biệt là cái công nghệ 3D Touch trên màn hình của iPhone 8 Plus nó hỗ trợ rất nhiều với một số tựa game, thì nó sẽ tận dụng cái tính năng 3D Touch này để cho quá trình chơi game được tốt hơn và cũng như là trải nghiệm chơi game trở nên đã hơn. Và lựa chọn một mẫu smartphone để chơi game thì không thể nào mà không quan tâm đến cấu hình, đúng không nào? Hiện tại thì chúng ta đã có một số cái con chip đầu bảng hiện nay để chơi game rất là tốt, ví dụ như là Apple A12 hay Apple A13 hoặc là con chip Snapdragon 845-855. Thế nhưng mà Apple A11 trên chiếc smartphone này vẫn là con chip được các game thủ tin dùng. Tại sao? Bởi vì máy vẫn đem lại một hiệu năng rất là ổn định. Với điểm số AnTuTu chấm được trên sản phẩm này, nó vẫn rơi vào khoảng 250.000 điểm. Trong khi đó, điểm GPU đạt 85.000 điểm. Và khi đó thì cái con chip này nó có đủ sức mạnh để đáp ứng được mọi tựa game đang có mặt trên thị trường. Ngoài ra thì con chip này nó cũng là một con chip khá là tiết kiệm điện cũng như là nhiệt năng tỏa ra trong quá trình chơi game nó không quá nhiều. Các bạn thử nghĩ mà xem, chơi game đã mệt rồi, bây giờ máy còn nóng nữa, nó vừa ảnh hưởng đến hiệu năng chơi game, lại vừa ảnh hưởng đến chúng ta thì không thể nào chúng ta lựa chọn để chơi game được. iPhone 8 Plus là một sản phẩm được đánh giá là có thời lượng sử dụng pin tốt. Các bạn thử nghĩ mà xem, chơi game là một quá trình tiêu tốn dung lượng pin rất là nhiều. Với những cái mẫu smartphone thì thường chúng ta sẽ phải vừa cắm sạc vừa chơi game để đảm bảo rằng chúng ta có thể chơi game một cách thoải mái nhất. Nhưng như mình đã nói ở trên, nếu như các bạn vừa chơi game vừa cắm sạc thì máy sẽ nóng lên rất là nhanh. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm chơi game của các bạn. Khi mà máy nóng lên thì CPU sẽ buộc phải bóp hiệu năng lại. Do đó thì cái việc chơi game của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều khi mà tựa game của chúng ta sẽ bị giật này. Rồi thì máy nóng và đặc biệt là sẽ rất nguy hiểm cho các chính các bạn. Điểm cộng cuối cùng cho sản phẩm này chính là vì giá bán. Các bạn thử nghĩ mà xem, với con chip Snapdragon 855 thì hiện tại với những sản phẩm ví dụ như là Galaxy S10 Plus hay là những sản phẩm ví dụ như là Galaxy Note 10 thì đang có mức giá khá là cao hơn so với lại chiếc iPhone 8 Plus này. Hoặc là con chip Apple A12, Apple A13 trên XR, XS, XS Max hay là iPhone 11 thì hiện tại vẫn đang có mức giá chênh lệch hơn rất là nhiều so với lại chiếc iPhone 8 Plus này. Do đó, với mức giá từ khoảng 10 đến 11 triệu đồng cho phiên bản quốc tế, hoặc là các bạn nào mà muốn sử dụng bản lắp thì chúng ta chỉ phải bỏ ra khoảng 8 đến 9 triệu đồng thôi. Mức giá chênh lệch so với iPhone 7 Plus nó không quá nhiều mà hiệu năng đem lại thì nó hơn hẳn. Do đó thì iPhone 8 Plus là sự lựa chọn hàng đầu. Vậy còn ý kiến của bạn ra sao? Các bạn thấy những chiếc iPhone 8 Plus này như nào? Các bạn có đang sử dụng iPhone 8 Plus để chơi game hay không? Và cảm giác của bạn ra sao để cùng nhau chia sẻ phía dưới phần bình luận nhé. Nếu thấy video hữu ích thì đừng quên like, share, subscribe YouTube của Clickbuy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.